Hello cả nhà, mỹ phẩm Osu nhé. Em chất cấu rất là sâu luôn, từ 60 64% luôn, và có sẽ tư vấn chuyên sâu về da luôn nhé. Osu này giả dập sàn luôn, và đặc biệt trong tháng này, trong đây sẽ livestream giả set giả collagen LG nhé, một trong những loại collagen rất là hàm lượng rất là cao, đồng thời là cái đây là dạng collagen được lên men nên là khả năng hấp thụ vào cơ thể rất là hoàn toàn luôn, hàm lượng rất là cao, tận 2.500 mg các chị em nhé. Và cái giai đoạn từ 30 25 đến 30 tuổi đó chị nên bổ sung cái collagen rồi, vì là từ 25 tuổi trở lên ấy, cái lượng collagen chúng ta hao hụt rất là nhiều so với lượng collagen tự sản sinh ra, và khi đó thì da của chúng ta sẽ bước vào cái giai đoạn mà bị lão hóa. Thì thường để ngăn chặn lão hóa thì chị sẽ bổ sung liệu trình 3 tháng 1 năm đối với collagen nhé. Collagen thì sẽ ngăn chặn lão hóa này, trẻ hóa là da mà thâm nám, đồng thời là còn giúp các chị em mình được sơ gấp, được chân tru hơn này, săn tóc được chắc khỏe hơn nhé. Collagen LG ạ. Và quan trọng là giả của em này đang sản rất là sâu luôn, từ 105k bên giả chỉ còn 45k một tháng 4 nhé. Mua từ 3 tháng bên 3 tháp B luôn, 3 tháp B thập sàn luôn ạ. 105k giảm còn 45k một tháng 4 3 tháp B đối với khi các chị mua từ 3 tháng nhé. Mua từ 3 tháng bên 3 tháp B luôn. Collagen LG ạ, một trong collagen rất đáng tiền để mua. Và cái giai đoạn này là các chị mua collagen với giá là rất là rẻ luôn ạ. Chỉ cần trong vòng 2 tháng nữa thôi là các chị mua collagen không bao giờ có giá 45k một tháng 4 đâu ạ. Và quan trọng đúng không ạ? Collagen LG ạ. Và một trong những set được mong chờ nhất trong tháng 3 này đó chính là ô hôi trắng, hôi trắng nhá, hôi trắng da mà thơm nám, một dòng chuyên sâu đặc trị nám tàn nhang. Dưỡng trắng chuyên sâu mà thâm nám ạ. Set full size gồm có sữa rửa mặt, đu hồng, sữa dưỡng, kem dưỡng, tặng kèm theo bộ mi có cả cái ca trị nám nhé. Em này chính là linh hồn của dòng trị nám này. Đấy, ca trị nám dạng kem cô đặc nhé. Sẽ loại bỏ nám tàn nhang này, giúp da đều màu hơn, dạng kem cô đặc nhưng không hề vết dính ạ. Khả năng thẩm thấu vào da rất là nhanh luôn. Và nếu chị nào mà bị nám lâu năm rồi ấy, mà thấy hũ cao trị nám nó hơi nhỏ chút thì các chị có thể dinh cho em kết hợp cái hũ cao trị nám full size của hãng nhé. Và trong tháng 3 này hãng ra bản full size up size từ 20 ml lên tận 50 ml luôn ạ, giá rất là thật rẻ. Bản full size lại bên xong xả từ 175k giảm chỉ còn 98k, 3 thép B dành cho chị em là chốt đơn cho livestream nhé. Và cái cao trị nám này ấy, hũ 20 ml tăng lên 50 ml này giảm từ 185k còn 78k nhé, 78k một hũ. Cao trị nám nhé. Cao trị nám của hũ này, hoặc là và những chị nào mà muốn rút ngắn quá trình dưỡng trắng da mà thâm nám ấy thì kết hợp cho em viên uống ấy, vì cái hiệu quả của viên uống sẽ một tháng uống sẽ tương đương bằng 3 tháng bôi là chắc chắn rồi, 3 tháng bôi. Và cái viên uống này ấy, là viên uống Dobi rất là lành tính ấy. Hiệu quả rất là cao luôn, chất xuất từ hoàn toàn là bột nhân sâm nhé. Ngoài việc loại bỏ nám tàn nhang ở khu vực mặt đấy thì em này còn còn dưỡng trắng da toàn thân luôn nhé. Và cái viên uống này nó xả từ 90k giảm chỉ còn 38k một tháng uống thôi, xả dọc sàn 38k một tháng uống, bao mua từ 3 tháng ấy, liệu trình 3 tháng bên 3 thép bên luôn á. Dòng cảm chuyên sâu ô hồng phiên bản full size dành cho các chị da khô da thường nhé, kể cả làn da khô nhạy cảm nhất thì các chị cũng có thể dinh cho em bản này. Và cái set này được mệnh danh là nữ hoàng sức ẩm cho da, ngoài việc các ẩm cho da giúp da mịn màng căng bóng thì còn dưỡng trắng da trắng hồng luôn, và trong sản phẩm này có thêm phần chống lão hóa luôn nhé. Và đặc biệt trong tháng 3 này ra bản full size rất là lời cho khách hàng, siêu lời dành cho khách hàng luôn. Nó bản này nhá, bản này thì đầy đủ tất cả các bước luôn, từ ngoài từ sữa rửa mặt này, nước hoa hồng, sữa dưỡng, kem dưỡng tặng kèm theo, được upsize luôn, tặng kèm theo một tuýp kem dưỡng luôn. Và trong này thì sẽ được tặng kèm theo 4 viên bột kem lót. Khi chị ra ngoài mà muốn make up lên tone thì có thể trộn cái viên này với cái kem dưỡng và bôi lên da để nâng tone da nhé, vừa dưỡng lại vừa make up luôn. Quan trọng là set này sẽ được tặng kèm theo một bịch kem dưỡng 120 gói tương đương với 120 ml và trị giá lên tới 20k won. Giá sale em này là 145k giảm còn 65k chưa bắt thép B nhé, giá rất là rẻ luôn, tầm 68k bắt thép B, 68k bắt thép B đối với set ôi hồng phiên bản full size tặng limit luôn, tặng rất là nhiều, rất là lời cho khách hàng, cực kỳ lời luôn ạ. Chưa bao giờ thấy set nào lời như set này, 145k giảm còn 65k chưa thép B, cả thép B tầm 68k chị nhé. Còn những chị nào da dầu mụn thì đừng bỏ qua Sung Xanh ạ, Waterfall siêu cấp ẩm kiềm dầu ngăn ngừa và để trị mụn, một trong dòng chuyên sâu dành cho da dầu ạ, chuyên sâu dành cho da dầu.
sẽ khắc phục một vấn đề về da dầu như là lỗ chân lông to này, da tích quá nhiều dầu này, da bị mụn, thâm mụn, dinh lô chanh xung xanh của phun nhé. Dùng em này rất là đã luôn, chất kem rất là mỏng nhẹ, khi bôi lên da thẩm thấu rất là nhanh, không thể không phủ nhận cái em này, cái công dụng của em xung xanh, một trong những set được nhận rất nhiều giải thưởng danh giá của hãng. Phiên bản full size đầy đủ tất cả các bước luôn, từ sữa rửa mặt, nu hồng, sữa dưỡng, kem dưỡng, tặng kèm theo bộ mini size của cả tiết chất Essence nhé. Bộ này chỉ có 65k 3 thép B thôi, 65k 3 thép B đối với set xung xanh with the full ạ. Siêu cộng kèm dầu ngăn ngừa và đầy trừ mụn. Còn những chị nào đang gặp quá nhiều vấn đề một lúc ấy, thì đừng bỏ qua set Ohuhu First dòng tái sinh da. Cái dòng tái sinh da thì Ohuhu Sum đều phát triển nhá. Ohuhu thì có Ohuhu First này, Sum thì có Sum vàng đôi set Suma, Hu thì có Hu hoa hiên hoa dung. Và một bản full size phiên bản này thì đang xả rất là sâu luôn. Bản này thì sale từ 260k giảm chỉ còn 260k giảm chỉ còn 110k. 3 thép B dành cho chị nào chốt đơn cho livestream nhá. Bản này gồm những gì ạ? Bản này gồm có sữa rửa mặt, nu hồng, sữa dưỡng, nước khởi nguồn, tinh chất Essence, tinh chất siêu vi ạ, một trong tinh chất tế em ở sử dụng mới sử dụng công nghệ vi sinh học nhằm mục đích tăng khả năng miễn dịch của da, kháng viêm rất là tốt. Tinh chất vàng Oisofert 24K khắc phục mọi vấn đề về da nhé. Kem dưỡng và kèm theo bộ son hai màu 110K 3 thép B. Ngoài ra thì bên em có cả bản nhỏ hơn đấy. Bản nhỏ hơn bản 190K giảm chỉ còn 80K chiếc thép B nhé. Nên hoặc là cái bản to hơn nữa, bản hoặc là bản như thế này, bản full size như bản full size của Oisofert đấy, bản này nhá, bản này thì bên em bán là 290k giảm còn 123k 3 thép B đấy. Bản này sẽ có kem dưỡng upside này, có thêm kem mắt cộng với một thỏi son full size nhá. Và người ta có cả bản nhỏ hơn đấy, bản 190k giảm còn 80k, nên là tùy theo cái nhu cầu tài chính các chị có thể inbox của em nhé, em sẽ báo giá đảm bảo giá rẻ rẻ ngang xỉ luôn ạ, ngang xỉ luôn. Và ngoài ra thì đặc biệt là cái set sum và lô set suma, những chị nào đã từng dùng ở Hàn mà dùng hàng Nhật các bạn, dùng SK hàng Nhật hoặc là nghe cái tên cái sản phẩm SK hàng Nhật rất là đình đám đúng không ạ, thì sum vào chúng ta không thể thua kém SK 2. Và bản này bên em xả rất là sâu luôn, từ 220k giảm còn 85k chưa thép B nhé. Bản này thì sẽ dòng tái sinh da này, cái của sum và lô set suma sẽ là dòng lên men từ 19 loại thảo dược quý ạ, cho thoát thuốc hoàn đế La Mã được lên men trong vòng 1 năm, sẽ nuôi dưỡng là da các chị từ sâu bên trong này, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, trung hòa và loại bỏ các độc tố trên da. Một giống như Ohuhu First thì sẽ dùng cho tất cả các loại da, da dầu, da mụn hoặc là da khô, da thường đều dùng được. Đặc biệt là da bị tổn thương, da yếu, da gặp có nhiều vấn đề nhé, thì dinh cho bản này. Bản này chỉ có 220k giảm còn 85k chưa thép B thôi, rất là rẻ. Xả sập sàn, xả hàng, thu hồi vốn ấy. Đây là xả hàng các chị á, trong đây là em thả xả cái set này, xả nhưng mà tất cả đều là date mới, hàng phiên bản mới của hãng luôn ạ. 85k chưa thép B nhé, bản full size. Dòng chống lão hóa sao ạ? Từ 25 tuổi trở lên thì các chị có thể nghiên cứu cho em cái dòng chống lão hóa như là ôi xanh ạ, tinh chất tế bào gốc, một trong những set dành cho những chị nào muốn căng bóng da, trẻo và làn da, đồng thời có chứa tinh chất tế bào gốc ấy, phục hồi da khá ok luôn. Một phiên bản full size đầy đủ tất cả các bước luôn, từ nước, từ sữa rửa mặt, nước hồng, sữa dưỡng này, kem dưỡng upside lên 500ml luôn. Bộ mi size có cả serum. Kem dưỡng trong full size của hãng ấy chỉ có 50ml thôi, là giá đã là 180k won rồi nhá. Mà trong set này, cả một set này chỉ còn sale chỉ còn 73k 3 thép B với set như thế này. Thu đỏ nâng cơ xóa nhăn ạ, dòng chống lão hóa dành cho chị em từ 30 tuổi trở lên, cần muốn xóa nhăn trẻ và làn da. Thường cái giai đoạn mà các chị mà từ 30 tuổi mà có dấu hiệu lão hóa sớm ấy, nhớ nâng nhăn sau khóe miệng, khóe mắt, da kém nhăn hồi thì đừng bỏ qua set thu đỏ nâng cơ xóa nhăn nhé. Một trong những sản phẩm cứu cánh dành cho chị nào từ 30 tuổi dấu hiệu lão hóa sớm. Ngoài việc trẻ hóa làn da, trắng da mà thâm nám thì cái set này còn có thành phần dưỡng trắng da và đấy, trẻ hóa da mà thâm nám luôn đấy ạ. Hu trắng, hu đỏ nhé, hu đỏ nâng cơ. Và set này là 208k giảm còn 108 nhé, rất là rẻ. Hu trắng này, hu trắng chưa sâu. Ngoài việc dùng hu trắng, các chị thể nghiên cứu cho em set hu trắng rất ok. Set này là 100k giảm chỉ còn 45k một set hu trắng da này, kết hợp thêm cái serum của hu trắng nhá. Hu trắng này Hanami ạ, thần dược trẻ hóa 10 năm tuổi, viên cũng đẹp da rất là xuất sắc, chiết xuất từ nhau thai được lên men. Collagen EZ-Q10 của với acid folic ấy, thì cái viên uống này ngoài việc là trẻ hóa làn da, trắng da mà thâm nám thì còn cân bằng nội tiết tố nữ luôn.
cân bằng nội tiết tố nữ luôn thì sẽ tăng khả năng sinh lý này, giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung này, giảm tình trạng viêm nhiễm phụ khoa. Và cái sách này đặc biệt những chị nào mà đau bụng đến tháng ấy, thì sẽ giúp các chị trải qua một kỳ kinh nguyệt rất là nhẹ nhàng luôn đấy. Và trong một thời gian ngắn sử dụng thôi là da mình cải thiện rất là nhiều. Với vì em nói rồi, cái hiệu quả việc các chị uống các viên đều uống đẹp da từ bên trong ấy thì sẽ từ thì 1 tháng uống ấy sẽ tương đương bằng 3 tháng bôi chắc chắn, nên chị nào có điều kiện nên đầu tư cái việc viên uống nhé. Và cái dòng đặc trị mụn này nó là trị trị mụn chuyên sâu dành cho rác da da khô da, chuyên sâu dành cho cả nam và nữ. Cho những chị nào bị mụn bọc, mụn viêm, mụn ẩn nhiều ấy thì di chuyển cái dòng ô xanh xanh cái dòng này là dòng Clinis Science. Đây là chọn bộ nhé, chọn bộ cùng với set cùng có sữa rửa mặt, nước hầm sữa dưỡng và cái chấm mụn ngày đêm của Ohui luôn đấy ạ. Ô xôm thì bên em có cả dành set dành cho nam nữa, các anh dưỡng cho nam của Ohui và Hera ấy. Sâu rất là sâu luôn, chiết khấu rất là cao ạ. Ô xôm ạ, các chị có thể inbox hoặc là comment trên livestream của em tình trạng da hiện tại nhé, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về da, giúp cho chị em mình lựa chọn cho mình, giúp cho chị rồi có thể lựa chọn cho mình một bộ mỹ phẩm phù hợp với da nhé. Và một trong những sản phẩm không thể thiếu dành cho chị em mình chúng mình đó là máy rửa mặt ạ. Cái máy rửa mặt thì ngoài việc là công dụng của máy rửa mặt chính là làm sạch da, việc làm sạch da rất quan trọng luôn. Khi các chị da của chúng ta được sạch ấy, thì sẽ giảm tình trạng bị mụn bọc, viêm, mụn ẩn và giúp cho cái dưỡng chất được hấp thụ ok hơn. Và khi dùng máy rửa mặt của Hui thì sẽ trong quá trình rửa mặt sẽ có tác dụng cả massage nâng cơ nữa. Và hiện tại là giá của em là sale rất sâu luôn, từ 150k giảm còn 70k, tặng kèm một đầu cọ dự phòng nhé chị em nhé. 150k giảm còn 70k, bao ba thép B luôn nhé, ba thép B luôn. Ô hô xô ạ.